Thưa quý vị và các bạn, kế thừa phát huy bản chất cách mạng và truyền thống quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Yên Lạc luôn phát huy thành tích, chiến công trong đấu tranh cách mạng, nỗ lực thi đua, đổi mới, sáng tạo, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Lạc luôn xác định phong trào thi đua, dân vận khéo, đơn vị dân vận tốt là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trên cơ sở đó, căn cứ vào thực tiễn địa bàn, Ban chỉ huy quân sự đã tăng cường giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ, lực lượng thường trực và dân quân tự vệ, dự bị động viên về bản lĩnh chính trị, phát huy phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tác phong công tác dân vận, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin khi tiến hành công tác dân vận. Tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, đặc biệt là trong phòng chống thiên tai bão lụt. Theo sự phân công của chỉ huy thì chúng tôi xung kích nhiệt tình, trách nhiệm, không quản mưa nắng ngày đêm. Ở đâu nhân dân cần, chúng tôi sẽ có mặt để giúp đỡ nhân dân. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Lạc đã làm tốt công tác tham mưu cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng ở địa phương. Đặc biệt là thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025, không để tình trạng thiếu, sót, lọt nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn lực lượng nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2024 và thực hiện hiệu quả đợt thi đua cao điểm với chủ đề Tự hào truyền thống, viết tiếp chiến công, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Tiếp tục là tham mưu với huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện là tổ chức tốt ngày hội văn hóa quân dân gắn với ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày hội quốc phòng toàn dân. Và trực tiếp là phối hợp với Hội Cựu Chiến binh huyện, rồi Đoàn Thanh niên huyện tổ chức nói chuyện truyền thống cho thế hệ trẻ tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. Rồi chúng tôi phối hợp tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, động viên giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang huyện Yên Lạc luôn phát huy bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là điểm tựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.